Thưa quý vị, theo thống kê của WHO, khoảng 91% nam giới và 85% nữ giới đã từng nhiễm virus HPV ít nhất một lần trong đời. Hơn 95% số ca ung thư cổ tử cung đều có sự hiện diện của HPV và nguy cơ lây nhiễm HPV cao nhất ở những người trong độ tuổi sinh sản. Cho đến nay, tiêm vaccine phòng ngừa HPV vẫn là cách bảo vệ hữu hiệu nhất trước các căn bệnh nguy hiểm do virus này gây ra. Vào ngày 9 tháng 5 vừa qua, Bộ Y tế chính thức phê duyệt mở rộng độ tuổi tiêm chủng vaccine ngừa ung thư do chính chủng HPV cho cả nam, nữ đến 45 tuổi tại Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều người được tiếp cận với vaccine, từ đó tăng độ bao phủ, tạo miễn dịch cộng đồng, từng bước đẩy lùi nguy cơ bệnh tật do HPV gây nên. Ghi nhận tại Đồng Nai. Thưa quý khán giả, đây là vaccine phòng chính chủng virus gây bệnh HPV ở cả nam và nữ, được sử dụng cho người từ 9 đến 26 tuổi. Tuy nhiên, từ tháng 5 2024 thì vaccine này được mở rộng độ tuổi tiêm sử dụng cho cả nam và nữ từ 9 đến 45 tuổi. Kể từ khi thông tin vaccine phòng chính chủng HPV được Bộ Y tế phê duyệt mở rộng độ tuổi và đối tượng tiêm, nhiều người dân đã liên hệ các đơn vị tiêm chủng, trung tâm tiêm chủng trên địa bàn để tìm hiểu thêm thông tin cũng như đăng ký để tiêm vaccine này. Cao điểm đợt này thì cũng có gia đình là đi tiêm là ung thư cổ tử cung dành cho các bé gái và những người độ tuổi trên 26 tuổi, giống như người lớn cũng sẽ tiêm được vaccine đấy. Nhiều người dân cũng hỏi bác sĩ là chỉ định tiêm như thế nào và giá thành cũng như thế nào và phác đồ tiêm. Thì cũng quan tâm và cũng có một số người cũng đã đăng ký tiêm ở đây. Rất nhiều những cái cuộc gọi tới số hotline của đơn vị tiêm chủng bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cần bác sĩ tư vấn về những cái đối tượng mà từ 27 đến 45, bao gồm những câu hỏi liên quan là lứa tuổi này có chích ngừa được hay không, rồi là nam giới có chích ngừa được hay không, rồi là đã lập gia đình, đã sinh con rồi có chích ngừa được hay không. Và cái tỷ lệ đó thì rất là cao trong thời gian gần đây, với là bệnh viện cũng bắt đầu triển khai tiêm chủng cho những đối tượng này. Vaccine Gardasil 9 là vaccine thế hệ mới, hiệu quả hơn 90% phòng ngừa các chủng HPV gây ung thư và các tổn thương tiền ung thư. Vaccine được tiêm cho trẻ em và cả người lớn, không bắt buộc phải có sự tham vấn y khoa. Việc mở rộng độ tuổi và đối tượng tiêm vaccine giúp nâng tỷ lệ bao phủ vaccine, mở ra cơ hội phòng bệnh cho các nhóm tuổi, từ trẻ em, thanh niên đến trung niên, mà còn giảm nguy cơ mắc bệnh và lây lan trong cộng đồng. Chúng ta nghĩ rằng là vaccine phòng HPV chỉ dành cho là nữ giới thôi. Với những cái mà phòng ngừa những cái loại tổn thương ở nữ giới, thì hiện tại thì vaccine này phòng được cho cả nam giới. Cái lứa tuổi đặc thù từ 24 đến 45 là cái lứa tuổi mà có tỷ lệ mắc cao trong cộng đồng. Tỷ lệ tái nhiễm, tức là đã từng mắc cái tuýp, một trong những cái tuýp nguy cơ cao của ung thư. Nhưng tái nhiễm lại cái tuýp đó. Nhưng nhờ được vaccine, các nghiên cứu chỉ ra rằng là nó làm giảm cái tỷ lệ tái nhiễm cũng như là mắc những cái chủng mới. Thì cái tỷ lệ mà ung thư ở nước mình thì nó cũng khá cao á, cho nên là nếu mà có cái vaccine mà tiêm đến cái độ tuổi 45 này thì em thấy là cực kỳ tốt luôn. Phụ nữ mình cái khả năng mà mắc cái ung thư cổ tử cung này nó cao lắm, cho nên là có vaccine như vậy thì là phụ nữ mình nên đi tiêm và nó có hiệu quả rất là cao ấy, thì là phụ nữ mình đỡ phải gọi là lo lắng, và nếu mà để mà ung thư cổ tử cung thì rất là khổ. Hiện nay, Việt Nam đang lưu hành hai loại vaccine phòng HPV, đó là Gardasil 4 chủng và Gardasil 9 chủng có nguồn gốc từ Mỹ. Với vaccine ngừa 9 chủng HPV, nếu tiêm phòng sớm trong độ tuổi từ 9 đến 14 tuổi thì lịch tiêm chỉ cần 2 mũi, còn độ tuổi từ 15 đến 45 tuổi sẽ áp dụng lịch tiêm gồm 3 mũi.